chị chủ quán phòng cách và quán phở treo nức tiếng giữa lòng Hà Nội. Mới đây nhất, trên mạng xã hội đã xuất hiện hình ảnh và các video về hình ảnh quán phở treo cùng chị chủ quán phong cách mái tóc tém đã nhận được nhiều sự chú ý từ mọi người. Theo lời của chị Cát Lệ, chủ của quán phở treo là một hình thức từ thiện bằng cách khách đến ăn trả thêm tiền một hay nhiều suất rồi gửi lại quán. Quán sẽ có nhiệm vụ để dành những suất phở cho ai thực sự cần hoặc những người có hoàn cảnh khó khăn. Để có số lượng suất phở ổn định, mỗi ngày quán sẽ tự treo 30 bát. Số tiền sẽ được trích từ phần trăm doanh thu của quán. Các thực khách muốn phát tâm thì sẽ bắt đầu treo từ số 31. May mắn thay, càng ngày quán lại càng được biết đến rộng rãi và số lượng phở treo này đã lên tới gần 80 bát mỗi ngày. Một số người nhận được phở treo nhà chị Cát lại chia sẻ rằng: "Tôi ăn phở treo được khoảng 2 tuần nay rồi. Bát phở rất to, phở rất ngon, chị chủ quán nhiệt tình lắm. Nay chị còn cho chúng tôi thêm 100.000 đồng để phòng ốm đau, bệnh tật mua thuốc."